Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, tại huyện Đắk Min có 4 trường hợp mắc COVID-19, đề nghị người dân hạn chế ra khỏi địa phương, thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại nơi công cộng, thực hiện tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế.